Mỹ đang che giấu bằng chứng về UFO. Lý do Quang làm video này vì Quang đọc được một tờ báo nước ngoài nói rằng một cựu quan chức tình báo tại Mỹ tố giác chính phủ Mỹ đang giữ rất là nhiều bằng chứng về UFO nhưng cố tình giấu cả thế giới. Theo tờ báo Guardian, cựu quan chức tình báo David Rutt, người đứng đầu phân tích các hiện tượng dị thường, cáo buộc chính phủ Mỹ đang che giấu các vật thể bay không xác định tên là UFO không có nguồn gốc từ con người. Ông tiết lộ là chính phủ Mỹ đang giữ rất là nhiều mảnh vỡ từ những phi thuyền của người ngoài hành tinh còn cho là UFO. Và khi ông tiết lộ như vậy á, thì chính phủ Mỹ gây áp lực đối với ông và ông phải nghỉ việc sau 14 năm vào tháng 4 năm 2023. Trước khi mà tôi chia sẻ thêm về thông tin này thì vào 8 tháng 1 năm 2024 vừa qua, tức là thứ hai vừa qua, thì tại Miami, Mỹ xuất hiện một hiện tượng là hai sinh vật to lớn tại trung tâm Bayside, tức là ngày hôm đó rất là nhiều cảnh sát, có trên hàng trăm cảnh sát tụ tập lại đây để vây bắt hai cái bóng đen to lớn được cho là từ 2 tới 3 mét và gây xôn xao cộng đồng mạng tại Mỹ và báo chí Mỹ, thậm chí tại Việt Nam mà luôn, và rất là nhiều YouTuber, TikToker cho tin lên như vậy. Và đó là những bằng chứng trong khoảng thời gian gần đây nhất xuất hiện về UFO hay là người ngoài hành tinh. Theo những gì mà Quang được biết, tại diễn đàn Sound Eye Connection năm 2023 tổ chức tại New York, Mỹ trong tháng 5, thì giáo sư Larry Nolan phát biểu rằng người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất, thậm chí họ đã sống giữa chúng ta vài nghìn năm. Để đi đến kết luận này thì giáo sư Larry Nolan đã dựa trên tín hiệu vô tuyến mạnh mẽ thu được vào năm 1977. Tín hiệu này có biệt danh là Wow, đã kéo dài khoảng 1 phút ở vũ trụ. Ngoài những dẫn chứng nêu trên thì Quang còn có rất là nhiều bằng chứng để nói về người ngoài hành tinh đã đến trái đất từ rất lâu rồi. Thứ nhất là bức tượng đất sét Nhật Bản trong thời kỳ Jomon. Thì đây là bức tượng mô phỏng hình người hoặc động vật tạo ra vào cuối thời Jomon. Người cổ đại đã dùng hàng tấn đất sét để tạo ra những bức tượng này. Tuy nhiên nha, nhiều bức tượng không giống con người. Chúng có đôi mắt to quá mức, giống như đeo kính bảo hộ của các phi hành gia, hoặc miêu tả một sinh vật không giống với con người. Thứ hai là người thằn lằn Ubay, tức là vào thời kỳ Ubay, 5.900 năm đến 4.000 năm trước công nguyên. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức tượng người thằn lằn Ubay có niên đại tới 7.000 năm tại Iraq. Các bức tượng này có đầu dài nè, mắt hình quả hạnh, khuôn mặt và lỗ mũi hẹp dài như thằn lằn. Thậm chí một bức tượng mô tả người đàn ông thằn lằn đang cho đứa con thằn lằn của mình bú. Thứ ba là di chỉ tam tinh đôi. Thì vào mùa xuân năm 1929, một người nông dân đã phát hiện nhiều cổ vật ở vườn nhà mình. Đó chính là những cổ vật đầu tiên của nền văn hóa tam tinh đôi, di chỉ khảo cổ nằm trong địa phận thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa. Thứ tư là bí ẩn hình chạm khắc trên nhà thờ tại Tây Ban Nha 300 tuổi. Tọa lạc trên mặt tiền lối vào phía bắc của một nhà thờ tại Salamanca, Tây Ban Nha, là một hình người điêu khắc trông rất giống với phi hành gia hiện đại. Điều đáng ngạc nhiên nha là nhà thờ này được xây dựng từ trong khoảng thời gian từ năm 1513 đến năm 1733. Cái hình dạng này á, nó giống như một người đàn ông đang ngồi trên cây với đội nón bảo hiểm, phía trước ngực là hai cái dây thở, hai cái ống thở dòng qua phía sau là một ba lô. Nó được miêu tả giống như một phi hành gia vậy đó. Thứ năm, bức phù điêu khắc họa phi hành gia của người Maya. Năm 1952, một phiến đá với các hình vẽ và hoa văn được khai quật từ tàn tích của thành phố Maya cổ đại trên cao nguyên Mexico. Vào thời điểm đó thì mọi người chỉ coi đây là một tác phẩm điêu khắc thần thoại của Maya cổ đại thôi. Nhưng ngày nay thì lại khác nha. Cuối cùng là UFO trong tranh cổ đại, tức là rất là nhiều bức tranh trong những thần thoại hay là truyền thuyết, hay là trong những bức tranh kinh thánh đều có bóng dáng của UFO hay là người ngoài hành tinh.
Cái bức tranh nổi tiếng nhất á, vẫn là bức tranh Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thánh giá do một họa sĩ vô danh vẽ trên tường ở tu viện Visoki de Cani tại Kosovo, Nam Tư vào năm 1350. Trong tranh, hai vật thể lạ chở theo phi công xuất hiện trên bầu trời ở cả hai bên Chúa Giê-xu. Ngoài những tài liệu mà Quang làm ở trên á, thì chính bản thân Quang còn nói về những kỳ quan của thế giới được nghi ngờ là do người ngoài hành tinh xây dựng. Và giả thuyết này á, rất là nhiều người tin tưởng, thậm chí là các YouTuber của Việt Nam hay nước ngoài á, đều làm về đề tài này rất là nhiều, và trong đó có tôi là Quang Châu. Như là các đường kẻ Nazca trên sa mạc Nazca ở Peru nè, khu lăng mộ Giza nằm tại cao nguyên Giza, ngoại ô của Ai Cập. Teotihuacan là một thành phố thời tiền của Colombo ở Mexico. Những khối đá ở Puma Punku, kim tự tháp dưới đáy biển của Nhật Bản nè, những tảng đá khổng lồ ở đảo Phục Sinh, và tiếp theo nữa là rất quen thuộc chính là Angkor Wat tại Campuchia, và chính bản thân tôi cũng đã từng đi nè. Thì đây cũng là một trong những công trình được cho là do người ngoài hành tinh làm nên, vì có rất là nhiều cái câu chuyện về những cái bí ẩn tại nơi đây. Thì muốn biết ra sao, bí ẩn như thế nào, hãy cùng Quang bước vào trong kia để tìm hiểu tổng thể về Angkor Wat này nhé. Và cuối cùng cũng rất là may mắn là chính bản thân Quang cũng đã có trải nghiệm trên cái vùng đất đó. Đó chính là tảng đá sư tử Sirigiriya của Sri Lanka, hay còn gọi là Tích Lan. Phía trước đây người ta nói là đây là bàn chân của sư tử, ba ngón trước, ba cái móng trước á là to, cái móng phía sau á là nhỏ. Đây, cái nhà đấy không, móng phía sau là nhỏ nè, còn ba cái móng này rất là lớn nè, chính xác chưa? Ba cái móng này rất là lớn nè. Thì bên kia vẫn có một chân, và quăng cho cả nhà xem bên phía bên kia nha. Ở đây 1, 2, 3, cái móng này là nhỏ nè, đó, cái móng dưới kia là nhỏ nè. Thì theo cái truyền thuyết như thế này, thì đây là một công trình của người trời, và cái người xây dựng đó là một vị theo ngôn ngữ của phương Đông gọi là La Sát. Đó là một chúa tể của cõi Atula, Ravana. Thì ông được mô tả là một loài bò sát với cái cặp móng phía trước là ba chân trước rất là to, cái móng phía sau là nhỏ, gồm có bốn móng. Thì cái công trình này là do người trời, vì ông từ trên một cái cõi thần, một cõi chư thiên xuống đây để xây dựng nên cái công trình này. Theo cái biên sử học, theo cái sử thi của người Sri Lanka là nói như vậy, là họ tin tưởng vào đây là một cái công trình vĩ đại và không thể làm bằng bàn tay của con người được. Cho nên là họ cho là đây là một cái công trình của một vị thần rất là nổi tiếng, mà nó từ một cái cõi thần trong đạo Hindu á, là Ravana, là một vị La Sát nổi tiếng của bộ tộc Quỷ Dương, trong Phật giáo cũng có. Thì trong phim Tây Du Ký các bạn biết á, phim Tây Du Ký cũng nói là bà La Sát, vợ của Ngưu Ma Dương, cũng nói về La Sát là như vậy. Thì đây là cái thân hình của ông, là hai cái móng của ông trên đây. Tất cả những bằng chứng á, mà Quang nêu trên á, các bạn có thỏa mãn được cái sự hiếu kỳ và tính tò mò không? Nếu không á, Quang sẽ dẫn cả nhà về Việt Nam để gặp hai nhân vật mà chính bản thân Quang cũng có từng phỏng vấn, đó chính là cô gái UFO và chàng trai UFO. Thôi bây giờ chúng ta gặp hai bạn đó để chia sẻ khi hai bạn đó đối diện trực tiếp với người ngoài hành tinh sẽ như thế nào. Như vậy thì cho anh hỏi tò mò tí xíu, trong cái hành trình của em á, em có biết em đến từ đâu không, trong cái vũ trụ này? Gọi là tinh cầu nào, thế giới nào? Em ở thế giới nào? Dạ, gọi là vũ trụ ánh sáng ạ. Tư duy độ tinh quang. Tư duy mô chào là hoa. Còn cao chú là còn chưa là mô bổ chú tạo chia. Thì là như vậy. Mô chia. Bạn đang giao tiếp với những người đang có mặt ở nơi đây. Bạn Dung đang giao tiếp. Thì lại đại khái là như vậy, tại vì mình cần một không gian nó thư giãn khi mà Dung tiếp xúc và Dung đào thải được tư tưởng mới. Có nghĩa là mình đang tiếp thu tư tưởng mới và mình đang đào thải những tư tưởng cũ. Có nghĩa là những tâm sự. Thì tất nhiên là nó sẽ có cái những hắc vấn đề, có nghĩa là nó sẽ có những hắc não. Nó làm cho mình khó chịu, hoặc là cắt lại liền.
Và những cái không gian đó thường thường gọi là chỉ số, không phải là IQ mà gọi chỉ số. Yeah. IQ là những tần số, còn chỉ số là những thứ đang mắc phải. Có nghĩa là khi tới chỉ số âm là bắt đầu nó sẽ móc lại. Đó lý do tại sao có ngôn ngữ của Dung nó hay có cái những cái móc khéo mà tự dăng ra, có nghĩa là gỡ bỏ. Buổi chiều cũng như mọi buổi chiều khác, không có gì đặc biệt hết. Yeah. Tự nhiên có cảm giác giống như là ở trên đó, có cái gì đó truyền xuống não em. À. Và em tỉnh, mà tỉnh cái cảm giác tỉnh giống như là thiền vậy đó. À. Nhưng mà mắt em vẫn mở nha, chứ không phải là ngồi thiền là phải nhắm vậy nha. Ừ. Và mắt em vẫn thấy cái khung cảnh phía trước, nhưng trong não em nó chạy những cái đoạn mã đó xuống. Và những cái đoạn mã đó giống với những cái đoạn mã mà Dung viết. Kim Dung viết. Kim Dung viết là cô gái UFO á. Dạ. Chúng ta đã xem qua rất là nhiều bằng chứng rồi đúng không? Cộng với ông Rust ở trên. Thì bây giờ tại Mỹ á, nó có rất là nhiều cái hội đồng. Thì trong đó có những cựu chiến binh nè, hay là cựu tình báo tại Mỹ cũng xác nhận rằng Mỹ đang cố tình giấu chúng ta và giống như giấu toàn thế giới về UFO. Và họ luôn nói một câu rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ. Thì đó là những gì mà Quang tìm hiểu trong suốt quá trình Quang đi tìm huyền bí tâm linh. Sau đó thì Quang dấn thân vào đạo Phật á, thì Quang mới biết rõ hơn về cái việc mà những thế lực mà chúng ta không biết. Thì khi mà Quang tìm hiểu về đạo Phật á, thì Đức Phật có nói rằng trong cái vũ trụ này có muôn màu muôn vẻ và có những điều chúng ta không thể biết qua cái mắt thường được. Thì Đức Phật có nói á, một tiểu vũ trụ gồm có là 4 cái châu: Bắc Bộ Lô Câu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu. Và trong tiểu thiên thế giới đó thì chúng ta sẽ bắt gặp được là 33 tầng trời, rồi các biển, cũng như là xung quanh những tầng trời á, thì có bảo hộ bởi tứ đại thiên vương v.v. rất là nhiều nha. Thì 1.000 tiểu thế giới mới bằng 1 tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới mới bằng 1 trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới mới bằng 1 cái tam thiên và đại thiên thế giới. Và trong vũ trụ này nó nhiều như thế, thì làm sao không xuất hiện những sinh vật lạ, những thế lực lạ, những con người lạ và những điều mà chúng ta không biết, đúng không? Thì khi mà Quang tìm hiểu, Quang thấy rất là vui là tất cả những gì mà đạo Phật nói đến đều là khoa học hết, đều là trí tuệ hết, và Quang tin điều đó là có thật. Còn khoa học thì càng ngày càng tiến xa hơn trên cái hành trình mà họ nghiên cứu, thì tiến xa hơn cũng quay về với đạo Phật. Các bạn hãy nhớ rằng tất cả những nhà nghiên cứu nổi danh của Mỹ hay là của bên châu Âu, khi mà cuối đời vẫn hướng về đạo Phật và vẫn tin những gì Đức Phật nói là có thật. Cho nên ngày hôm nay Quang làm video này mong là cả nhà hoan hỷ, yêu thương và vị tha khi có sai sót một điều gì đó. Đồng thời thì hãy cho Quang thêm ý kiến để Quang cố gắng hoàn thiện chính bản thân mình trong tương lai. Và nếu có gì thì hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.